Trong đoạn kinh này, trong chú giải Thanh Liên Pháp Sư chỉ cho chúng ta các tư liệu tham khảo rất quan trọng. Trong ấy quan trọng nhất là đặng tạo tượng Phật phải dùng tâm cung kính. Phải dùng tịnh tài, tịnh vật tiêu biểu cho lòng chiền thành, cung kính thì mới khởi lên cảm ứng đạo giao. Bạn xem người thời xưa tô vẽ, chứ người hiện nay rất hiếm. Trước khi vẽ một tượng Phật nhất định phải tịnh thân, rửa tay sạch sẽ, mặc y phục sạch sẽ. Có khả năng thì nhất định phải thay luôn quần áo. Không có khả năng thì quần áo nhất định phải giặt sạch sẽ. Tiêu biểu cung kính. Giấy và mực nhất định chẳng dùng cho việc khác. Bút vẽ tượng Phật thì dành riêng để vẽ tượng Phật, tuyệt chẳng dùng để viết chuyện khác. Chuyên dùng cũng là tượng trưng cho lòng cung kính. Những tài vật cần thiết đều là tịnh tài, là tiền của mình đáng có được, tuyệt chẳng dùng tiền tài chẳng tình. Bất tịnh là những gì tôi chẳng nên có, chẳng phải tiền của tôi. Tôi dùng thủ đoạn để gạt lấy hoặc uy hiếp ép buộc người ta chẳng thể không tặng cho. Tiền tài như vậy gọi là bất tịnh tài. Phải dùng tâm thanh tịnh, vật thanh tịnh để tạo tượng. Chư vị hiện nay có cuốn này, ở trang 32 trong cuốn chú giải, đến ngược hàng thứ hai, câu sau chốt, tôi đọc cho quý vị nghe. Lại không cho tạo tượng nửa người, thiện tướng chẳng khởi, đọa lạc sanh tử. Hy vọng mọi người phải chú trọng câu này. Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người. Có chỗ cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có cái đầu. Cúng như vậy là tạo tội nghiệp. Quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên vẽ hình tượng Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh, phải vẽ tượng toàn thân, không thể vẽ tượng nửa người. Bất luận là tượng ngồi hoặc đứng đều phải vẽ toàn thân. Phải chú ý điểm này. Chúng ta tạo tượng người ta có thể tạo tượng nửa người không thành vấn đề, còn tượng Phật Bồ Tát thì tuyệt đối không thể. Tượng người có thể tạo nửa người, bạn nói có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu, còn ngoài ra không có gì khác. Trong phong tục tập quán của chúng ta, đây là điều không cát tường, đầu bị người ta chém đứt rồi. Sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được. Ở đây, Ngài có viết một câu như vậy, đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.